tiên. Tiếp đến là chúng ta sẽ nắp cái tay. Mình nắp kia luôn. Trái xem. Trái xem. Anh thấy con gì chị xin có bán được không? Bán được. Chúng ta sẽ bắt chặt tất cả cái ốc lại. Như vậy là hoàn thành. Xong. Chiếc máy. Thử luôn. Cảm ơn tất cả mọi người.